Xin chào các bác nhá. Đây là những cái công đoạn cuối cùng để hoàn thiện cái con chim mồi thả. Thì đây là những cái con này là đang bơm keo này. Đây. Thì còn những cái lúc mà khi lột con chim ấy, tức là khi bóc cái thịt ra thì đã hướng dẫn anh em thì anh em xem ở cái video này. Đây. Thế còn đây là cái công đoạn trước đây ấy, thì nhồi bằng bông. Thế nhưng mà bây giờ thì nhồi bằng keo. Loại keo này thì nó cực kỳ là bền, chứ nó không như nhồi bông được trước. Đây là một số cái con mà đã lên hình xong đây các bạn. Đây, ví dụ như là đây là những cái con này là đã tạo dáng xong. Sau khi tạo dáng xong như này thì sẽ cho vào thùng sấy khoảng tầm độ 2 ngày, 2 đêm. Thì là nó sẽ khô và nó sẽ cố định lại. Ví dụ như cái cánh này, bây giờ nó chưa cố định như này. Thì là đến khi sau khi sấy xong thì nó sẽ cố định lại như thế. Thì đây là những toàn bộ cái công đoạn cuối cùng để làm ra một con chim mồi giả cho các bác chơi. Đây là con cuốc này, con bịp này. Đây còn cái không có cả các loại như là trăng nghịch này, gà đông này, đầy đủ hết. Thì hôm nay làm ngày hôm nay thì làm mấy con bịp này thôi. Vì mùa này anh em đang đánh bịp nhiều cho nên là cái lượng bịp tiêu thụ lớn. Thế còn gà đồng thì chưa đến mùa, mới bắt đầu vào mùa thôi, cũng chưa làm vội. Thì đây là các công đoạn. Đấy, đây có là bằng keo, nữa là bằng keo chứ không phải là bằng rắn cất này. Đây nó chưa sấy nhưng mà nó đã rắn cất này. Đấy, chứ không phải là nhồi bông đâu nhá. Bây giờ là không nhồi bông vì nhồi bông nó rất là nhanh hỏng. Thế còn nhồi keo này là cái loại keo này siêu bền luôn, nó rắn như đá luôn. Đấy, đây nó chưa cố định cánh. Đã có những cái video mà tôi test con mồi đây, các bác xem ở đây này. Đấy, xem ở đây, xem ở video này. Thì đã thử cái con mồi đấy thì là anh em xem là biết nó rất là cứng như đá luôn đấy. Nó khi con mồi vào nó đá, nó không bị rụng lông hoặc là nó không bị rách. Chứ còn nếu mà nhồi bông là đá là có khi nó loài cả bông ra. Thì đây là các công đoạn cuối cùng. Đây tôi cầm máy xuống tay để cho anh em xem. Thì để làm một con mồi giả như này thì là đầu tiên là phải lột từ một con chim thật. Đấy, sau đó lột ra đây, từ một con chim thật như này. Đấy, từ một con chim thật như con cuốc này. Sau đó là lột ra, lột bỏ thịt và nội tạng ra, chỉ lấy da và cái khung chân này thôi, chân và cái hộp sọ. Đấy, như có video tôi đã hướng dẫn rồi đấy, anh em lột ra như thế. Sau đó là sẽ khâu lại và bơm keo. Đây này, đây này, bơm keo đây các bác này. Đây nhá. Đấy, bơm keo đây này. Đây này, bơm nó vừa tới đây là chỗ này là bơm thừa ra như này. Thì tí nữa sẽ bỏ cái này đi, bỏ cái keo này đi. Đấy, sau đó là sẽ lắn hình, tạo dáng. Đây, tạo dáng như cái con này này. Tạo dáng, tạo dáng nó như này. Sau khi tạo dáng xong thì là sẽ cố định lại cánh. Đây, ví dụ như con bìm này thì phải lấy cái chỉ kia, cái dây chun này cố định cánh lại, sau đó là mới xếp vào thùng sấy. Thì tí nữa thì sẽ ra ngoài thùng sấy các bác xem. Đấy, thì sẽ làm một cái video giới thiệu với các bác cái giai đoạn cái công đoạn này thôi. Thế còn cái công đoạn lột thì đã giới thiệu rồi thì không nói lại nữa. Thế còn đây bây giờ ra các bác ra xem cái thùng sấy như nào. Đấy đấy nhá, ban đầu là tôi nói lại một lần nữa này, là bắt đầu là lột ra này, xong bắt đầu là khâu lại này, khâu lại xong bắt đầu là bơm keo này, bơm keo xong rồi là tạo dáng như này. Đấy, tạo dáng xong bắt đầu là sau khi tạo dáng xong như này thì sẽ xếp vào thùng sấy. Thì bây giờ đi ra ngoài thùng này xong sấy. Còn đây là khu vực đây đang làm này, sấy đây. Đây có cả tràng nghịch nhá. Đây anh em cần làm một cái thùng xốp như này để bóng điện như này. Đây này được. Kia là hai con kia hôm nay lấy ra bán rồi. Không biết thùng bên này còn. Bỏ cái này ra cho các bác xem. Đây, thùng này là đang sấy cả cuốc, cả gà đồng kia. Gà đồng ở dưới kia. Đấy. Bìm bịp. Đấy, xếp vào thùng sấy như này. 2 ngày 2 đêm. Đấy, thì là sẽ ra được một cái con nó hoàn chỉnh để về cho các bác chơi. Đấy. Rất là chắc chắn. Nó rắn cất chứ nó không như là cái hàng nhồi
nhồi nhồi nhồi bông nó có nhá. Rồi anh em nào có nhu cầu ấy mà không tự làm được thì có thể là mua, vì nó cũng giá rất là rẻ thôi, nó không đắt, nó làm rất là cẩn thận các bác nhá. Đây này, có cả từ cái dây thép này cố định cái đuôi phao câu này vào để cho nó không bị hỏng đấy, rất là cẩn thận đấy. Anh em nào mà làm được thì tốt, thế còn không làm được thì liên hệ thì sẽ mua, vì con này nó không đáng bao nhiêu cả, mà anh em chơi có thể một vài năm bình thường. Nên là như vậy. Bây giờ là xin chào các bác nhé.